Hello mọi người, cũng chuẩn bị đến mùa thu rồi nên là mình đã bắt đầu mua đồ dài tay để mặc vào những hôm mà trời hơi se lạnh một xíu. Chiếc áo hôm nay mình đặt là kiểu blazer nhưng mà có thiết kế khá là lạ. Điểm đặc biệt của em áo này là có phần buộc eo thắt lơ nhìn siêu hoàn chỉnh luôn. Chất vải này thì mình thấy không quá dày cũng không quá mỏng. Mình thấy là siêu thích hợp cho mọi người mặc vào những ngày mát trời nha. Còn mặc vào những ngày mùa hè như này thì cũng sẽ hơi bị nóng một chút thôi nè. Ngoài ra thì mình còn đặt thêm một em chân váy tennis để phối cùng. Chân váy này thì có chất vải siêu dày dặn luôn, form cũng vừa người đúng kiểu mình thích nữa. Áo này thì mình thấy không hề bị kén form người, mặc lên thì gọn gàng lắm nha. Mọi người có thể mix cùng chân váy như mình hay quần tây, quần ống suông đều được. Với một set đồ chất lượng như này mà còn chưa đến 300 thì mình thấy là cực kỳ đáng mua để cho mọi người mang đi học đi làm nha. Hello mọi người, hôm nay mình mới mua được một set đồ màu hồng siêu dễ thương luôn. Màu hồng này thì mình thấy không bị quá kén da và không bị xén gì đâu. Mùa hè thì mình thấy là không thể thiếu những kiểu quần áo màu mè như này trong tủ đồ đâu nha. Nhìn siêu mát mẻ mà còn hách tuổi lắm luôn. Trong set này thì còn đi kèm một em áo dây. Áo này thì có chất vải siêu dày dặn luôn mà độ co giãn thì cũng khá ok. Không biết mọi người như nào nhưng mình cực kỳ thích miếng xúc kiểu đóng gói chỉn chu còn tặng kèm quà như này lắm luôn ý. Chất vải của set này thì là chất cotton khá là nhẹ nhưng mà không hề bị mỏng quá đâu nha. Em này lên dáng thì siêu xinh mà nhìn còn kiểu vừa dễ thương vừa cả tình ý mọi người ạ. Kiểu dáng basic mặc thoải mái với cả mình thấy là có thể mặc được vào khá nhiều dịp khác nhau. Ngoài ra nếu mọi người không phối với áo dây thì có thể phối với áo phông bên trong cũng xinh luôn nè. Hello mọi người, để mà nói về outfit đi học với đi làm thì mình thấy là có một món đồ mà không thể thiếu trong tủ đồ, đấy là áo blazer. Em áo này thì mình thấy xốp có hai màu be với nâu. Mình chọn màu be vì cảm thấy mặc lên sẽ kiểu trẻ trung với tôn da hơn. Với một em áo blazer còn chưa đến 200 đường kim mỗi chỉ thì đều ok và không hề có chỉ thừa thì mình thấy là cực kỳ đáng mua luôn mọi người ạ. Chất vải thì không quá dày, có hai lớp, mình thấy là mặc mùa hè hay mùa thu đều được hết nha. Áo mặc đứng form với cả kiểu dáng như này thì cũng rất là dễ phối đồ luôn. Và đây là một số outfit mà mình thường hay phối với một chiếc áo blazer. Ngoài ra là khi mặc đi làm thì mình thấy là mọi người cũng có thể phối với những chiếc váy dáng dài hoặc là quần tây, quần ống suông thì nhìn sẽ kiểu lịch sự thanh lịch lắm luôn nha. Hello mọi người, mình mới tìm được một số bán chân váy siêu xinh mà rất phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên luôn nha. Đầu tiên thì mình mua được một em chân váy chữ A. Chân váy này thì cũng chỉ là kiểu dáng đơn giản thôi, nhưng mà được may thêm phần chỉ viền nên nhìn trông sẽ kiểu trẻ trung hơn. Chất vải thì mình thấy khá là mềm, mặc mát với cao có lớp lót quần bên trong nên mặc rất là an toàn luôn nha. Điểm trừ duy nhất là mình thấy phần quả kéo hơi bị ngắn nên là lúc mặc sẽ hơi bất tiện một xíu. Ngoài ra thì mình còn đặt thêm một em quần giả váy vì thế em này có siêu nhiều đánh giá 5 sao. Mình thì thích em quần này hơn vì cảm thấy khá là dễ mặc với lên form cũng xinh hơn. Tuy nhiên thì mình thấy form của quần này hơi nhỏ nên mọi người cân nhắc mua lên một size để tránh bị chật và mặc cho thoải mái nha. Em này thì lên dáng siêu xinh luôn và cũng rất là dễ phối đồ. Mọi người có thể chọn phối cùng áo phông, áo sơ mi hay crop top đều rất là ok. Với những mẫu chân váy như này thì mình thấy là ai cũng nên có một em trong tủ đồ nha. Hello, hôm nay là một đôi giày búp bê và mình được hỏi siêu nhiều luôn. Đôi này thì mình mua ở shop quốc tế nhưng mà do quên không mua kèm hộp nên là giày hơi bị móp ở phần mũi với cả hơi bị mất form một xíu. Tuy nhiên là mọi người chỉ cần mang 1-2 lần là giày sẽ lại về form như cũ nha. Phần quai cài này thì sẽ là kiểu được đính liền luôn với giày, được may cả một phần chung co giãn là quai nên mình thấy là sẽ rất dễ dàng để tiện cho mọi người khi xỏ giày vào chân. Đôi này thì mình thấy mang vào không hề bị đau chân với cả cũng chuẩn size, nhưng mà khi kết hợp với tất thì mình nghĩ là mọi người nên tăng lên một size để đi cho thoải mái nha. Chỉ với 150 thôi mà mua được một đôi giày chất lượng như này thì mình thấy là cực kỳ đáng đồng tiền mất gạo luôn. Hello mọi người, mình để ý mọi người rất thích mình làm về outfit để đi học với đi làm nên hôm nay mình lại lên 2 chiếc áo sơ mi siêu hoàn chỉnh luôn. Em này thì là thiết kế gộc khuét vai chứ không phải là áo vá lỗ đâu nha mọi người ơi. Em này thì có 3 màu nhưng mà mình thấy màu xanh là xinh nhất với cũng không hề bị kén da đâu nha. Phần khuét vai thì không bị quá sâu kiểu nửa kín nửa hở nhưng mình thấy vẫn đủ để tạo điểm nhấn cho cả bộ outfit. Form rộng trùm mông nên lúc mặc mình thấy cũng rất là thoải mái. Mọi người cũng có thể mặc kiểu dấu quần cũng xinh luôn. Nếu mọi người đã quá chán với những chiếc áo sơ mi cổ Đức thì có thể chuyển sang loại áo cổ tàu này nha. Loại này thì mình thấy trông trẻ trung hơn vì cũng kiểu thoáng mát hơn nữa. Form áo thì khá là rộng rãi nên mọi người có thể mặc thả ra hay sơ pin đều được. Hai em áo xinh như này mà mình mua chỉ có hơn 100 thôi, rất là đáng mua nha mọi người. Hello mọi người, hôm nay mình mới mua được một set đồ nhìn cực kỳ hay luôn. Đầu tiên trong set này thì mình sẽ có một chiếc áo crop top kiểu khá là điệu với tiểu thư. Áo này thì làm bằng chất vải tơ nhún với cả được may một lớp vải lót bên trong nên lúc mặc mọi người sẽ không lo bị ngứa hay bị lộ gì đâu nha. Ở phần ống tay áo và phần eo thì đều được may bo chun nên lúc mặc mình cũng thấy rất là thoải mái. Ngoài ra thì mình còn mua thêm một chiếc quần màu nâu, quần này thiết kế kiểu sâu bóng bánh luôn ý mọi người ạ. Quần được làm bằng chất vải thô mềm, bên trong thì có một lớp lót khá là dày dặn. Vì là cạp chun nên mình thấy là ai cũng có thể mặc được hết. Set này lên dáng nhìn kiểu siêu nhẹ nhàng nữ tính với tiểu thư ý. Mọi người có thể mua tách lẻ set để phối riêng cũng được vì mình thấy áo này phối với gì cũng xinh luôn. Mà cả set như này mình mua còn chưa đến 200, mọi người nên tham khảo nha. Hello, ở đây có bạn nào hay thích săn sale hàng chính hãng trên Shopee như mình không? Khi mua hàng chính hãng thì mình gần như không bao giờ phải lo về chất lượng sản phẩm hay là sản phẩm sẽ không giống hình. Hôm nay thì mình mới nhận được một bộ quần áo siêu xinh đến từ một brand mà mình rất là yêu thích. Em áo này thì là kiểu dáng baby doll và được làm từ chất vải voan. Mình thấy là mọi người có thể mặc vào mùa hè hay mùa thu đều được hết nha. Em chân váy này thì mình thấy chất vải khá là ổn, không bị quá mỏng cũng không bị quá dày. Có 3 lớp nên mà cũng rất là an toàn và cũng không lo bị lộ gì đâu nha mọi người. Mặc bộ này lên mình thấy kiểu nữ tính vừa phải mà không bị quá bánh bèo. Tuy nhiên thì áo này chỉ có 1 lớp thôi nên mình thấy mọi người nên mặc áo trong cùng màu hoặc là phối cùng áo 2 dây. Bộ này thì mọi người mặc đi chơi, đi làm hay đi học đều ok la hết nha.